này Odo 548 tết chuồng. Rồi còn chiếc này là 62 8 búa 5 gông đồng. Chết chuông ha. Rồi hai chiếc này hoạt động hoàn hảo hết, tất cả ổ cốt zin chạy đủ 7 ngày nha, không có bị lỗi lầm nha, máy móc là cốt đồ zin hết, đã tra dầu chạy hoàn chỉnh.